Và Vinh xin chào các bạn, vừa có một chiếc xe Kia 150 đến với shop hai bánh để thay ba ga cho mình. Và trên đường đi lấy ba ga cho chiếc xe đó thì Vinh sẽ giới thiệu về vỏ xe và nhớt dành cho mẫu xe này. Lại là khu vực kệ vỏ quen thuộc. Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thương hiệu vỏ khác nhau để các bạn có thể lựa chọn một thương hiệu phù hợp với túi tiền, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Đối với những thương hiệu cao cấp thì có Michelin, Pirelli và Marcello, ba cái tên vô cùng quen thuộc và đem lại cái độ bền, kiểu dáng vỏ thể thao và hạn chế tình trạng ăn đinh cực kỳ tốt cho cái phần vỏ xe. Còn đến với tầm trung thì chúng ta sẽ có là hai thương hiệu, đó chính là Dunlop và Aspira. Đây là hai thương hiệu vỏ với nhiều size, nhiều kích thước khác nhau dành cho tất cả các dòng xe phổ thông đang có mặt ở thị trường Việt Nam. Và những dòng vỏ này với kiểu dáng gai cũng vô cùng đẹp và độ bền của vỏ cũng là khá cao. Đến với cái thương hiệu bình dân thì sẽ có những cái tên quen thuộc với người tiêu dùng như là Maxxis, Camel và Rutrai. Đây là ba thương hiệu vỏ nằm trong phân khúc bình dân do shop hai bánh tuyển chọn ra để đem đến một sản phẩm chất lượng nhất cho các bạn. Còn đối với nhớt thì sao? Ở kệ nhớt cũng nhiều sản phẩm có thể sử dụng được cho Sachia và Raider FE. Đối với dòng xe Raider, Winner hay là Sonic đều có sử dụng là chi tiết nhớt là vô cùng đặc biệt hơn một tí xíu, đó chính là nhớt lẻ. Thì bên shop hai bánh sẽ có những cái dòng nhớt lẻ như thế này luôn để cho các bạn dễ dàng thay khi cần thiết, với nhiều mẫu nhớt lẻ khác nhau, có Motul HTS nè, Motul 300V và nhiều dòng khác nữa. Khi mà chúng ta mua một bình nhớt 1 lít đi, chúng ta có thể mua những cái chai nhớt lẻ này thêm để châm cho chiếc xe sử dụng nhớt lẻ của mình. Không cần phải mua hai bình vừa tốn nhiều chi phí nè, vừa phải cất công tích trữ nữa. Thì bên shop hai bánh đã có sẵn những chai nhớt lẻ như thế này giúp cho các bạn tiện lợi hơn. Còn ở nhớt thì Vinh sẽ có nhiều dòng để giới thiệu đến các bạn lắm luôn. Đó chính là Motul 300V nè. Quá quen thuộc và quá cao cấp mà ai cũng biết đến rồi. Đây là một dòng có thể sử dụng lên đến là 3.000 km nha. Sử dụng cho xe thể thao nè, xe số phổ thông hay là những dòng xe phân khối lớn đều được luôn. Và nếu như chiếc xe của các bạn đã quá cũ và odo của nó đã quá cao rồi, chúng ta có thể đi một cái cấp nhớt cao hơn, đó chính là cấp nhớt 50. Thì đây sẽ là một cấp nhớt chỉ phù hợp với những dòng xe đời cũ hoặc là những dòng xe có odo trên 50.000 km thì chúng ta mới sử dụng cái cấp nhớt đặc như thế này thôi. Còn lại thì chúng ta chỉ nên sử dụng cấp nhớt là 30 hoặc là 40 tùy theo nhu cầu của các bạn sử dụng mà thôi. Đối với 30 chúng ta có thể đi lại trong thành phố với đoạn đường ngắn. Còn đối với 40 chúng ta có thể đi lại trong thành phố luôn nhưng vẫn có thể đi tour, đi xa được vào những dịp cuối tuần đi chơi rất là tiện lợi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khu vực trưng bày đồ chơi xe và lấy chiếc ba ga. Đây, sẵn tiện đi tại đây thì Vinh cũng sẽ giới thiệu một cái cây phuộc vừa mới cập bến tại shop hai bánh mà có thể sử dụng được cho Raider và Sachi FE. Đây là một cây phuộc Racing Boy nè. Phải nói là rất lâu rồi Racing Boy mới sản xuất một cái cây phuộc dành cho cái mẫu xe thể thao của Suzuki. Đây là một cái cây phuộc được tích hợp lò xo tím nè, bình dầu bạc vô cùng đẹp luôn nha. Đó, cây phuộc này là chuẩn chiều cao dành cho Raider và Sachia. Ở trên bình dầu thì còn có núm chỉnh nè. Trên chân phuộc cũng có núm chỉnh luôn. Và cây phuộc này có chế độ bảo hành là 12 tháng một đổi một về lõi của sản phẩm luôn nha. Không chỉ riêng cây phuộc dành cho Raider và Sachia mà tất cả các dòng phuộc của Racing Boy bán đều được bảo hành 12 tháng một đổi một khi các bạn mua hàng tại shop hai bánh. Để Vinh tìm xem coi là ba ga để đâu. Tủ này không phải ba ga rồi, nhưng mà sẵn tiện ở đây thì Vinh cũng sẽ giới thiệu đến các bạn luôn nha. Bên shop hai bánh hiện tại còn có làm chén cổ cho nhiều dòng xe của Yamaha với lại Honda nữa. Ở đây thì bên shop hai bánh còn có những cái bình ắc quy dành cho các bạn thay thế cho xe của mình khi xe của chúng ta bị bình bị hư nè, bị trục trặc hay là một vấn đề gì đó, các bạn có thể đến với shop hai bánh để chọn mua một chiếc bình phù hợp cho xe của mình. Đây là tủ đựng ba ga nè. Ở đây có nhìn thấy có nhiều mẫu ba ga lắm luôn nha. Có ba ga của Winner X nè, sơn tính điện đen luôn, xịn sò chưa. Ê, có ba ga 7 màu luôn nè, dành cho các bạn nào mà thích phong cách lạ, nhiều màu sắc thì chúng ta có thể đi cái mẫu ba ga 7 màu này. Hình như cái này là
đây, còn đây là của Exeter. Hai bên còn có thể mở ra như vậy để làm cái diện tích hai bên của nó bự hơn để chúng ta có thể chở hàng. Dưới đây thì có ba ga của AB nữa. Còn đây là chiếc ba ga của Raider với Sachia đây. Rồi, đã có ba ga trên tay rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra xe thôi. Và bây giờ ba ga đã có trên tay, xe đã có tại đây, hờ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với công đoạn gắp cái ba ga này lên xe. Những công đoạn gắp ba ga này anh thợ sẽ làm thật là chi tiết, thật là kỹ càng cho các bạn xem. Coi qua cái clip này, các bạn mua hàng online vẫn có thể đặt mua ba ga tại shop hai bánh và về tự gắp tại nhà luôn nha. Và các bạn thấy đó, chỉ với một vài bước đơn giản vậy thôi là chúng ta đã có thể gắp được chiếc ba ga này lên xe. Chứ các bạn có thể xem video clip này và đặt mua ba ga tại nhà, chúng ta có thể tự gắp luôn. Tại vì cái phần ba ga này là được làm dựa trên các chi tiết ốc zin có sẵn trên xe nha. Đó, các chi tiết ốc nè, được tận dụng là từ những chi tiết ốc zin. Đó, còn những cái chi tiết ốc nằm ở đây thì sẽ được thay lại bằng ốc dài hơn để tránh cho cái phần... cái khung sắt này cạ vào bên trong dàn áo chày. Còn đây là những ốc zin bên trong xe nè, chút nữa Vinh sẽ bỏ bọc và trả lại cho khách. Còn những con ốc này sẽ được tặng kèm theo bên trong của cái phần ba ga này. Đối với phần ba ga này là được làm bằng sắt 10 ly nha, rất là dày luôn, rất là kiên cố nè. Thậm chí chúng ta có thể cho con nít ngồi trên đây luôn vẫn được, nhưng mà hơi ê mông tí xíu thôi, tại vì nó là bằng sắt mà. Nhưng mà phần nước sơn cũng là một điều khiến cho cái dòng sản phẩm này vô cùng được ưa chuộng tại shop hai bánh luôn. Đó chính là nó được sơn tĩnh điện màu đen hoàn toàn luôn. Và nước sơn tĩnh điện thì các bạn biết rồi đó, rất là trâu, rất là bền. Và sự tiện lợi của cái mẫu ba ga này là không chỉ giúp chúng ta có thể để đồ lên nè, mà ở đây còn có một cái bẫy để chúng ta có thể cố định những cái chi tiết như là áo mưa hay tất tần tật gì đó chúng ta muốn để đồ. Đó, ngoài ở đây thì chúng ta có thể mở ngang qua như thế này. Đó, rồi chúng ta dùng chìa khóa. Vinh xin phép chủ xe cho Vinh mở cái này ra một chút xíu nha. Đó, rất là đơn giản luôn. Và khi chúng ta đóng lại, rồi cài cái này lại, ở đây có một khớp giữ nè, rất là kiên cố. Ở bên trên của cái mẫu ba ga này còn có hai cái móc đưa lên nè, chúng ta có thể treo đồ, hoặc là bây giờ Vinh sẽ treo lại chi tiết ốc và đồ cá nhân của chủ xe. Đó, ốc bỏ vào đây, treo lên lại, vô cùng tiện lợi luôn nha. Anh camera có thể quay một vòng để cho các bạn thấy được cái mẫu ba ga màu đen này. Và mẫu ba ga dành cho Sachia và Raider FI sơn tĩnh điện đen đang bán tại shop hai bánh có giá là 200.000 đồng. Vinh xin nhắc lại là công đoạn gáp là vô cùng đơn giản luôn, các bạn có thể đến trực tiếp shop hai bánh để được gáp ba ga, hoặc là các bạn mua hàng online cũng có thể xem qua video clip này của Vinh, chúng ta cũng có thể tự gắn ba ga được tại nhà, vô cùng tiện lợi luôn. Các bạn có câu hỏi gì dành thêm cho Vinh thì hãy comment bên dưới. Muốn mua hàng đến trực tiếp shop hai bánh, mua hàng online hoặc muốn tư vấn gì thêm thì liên hệ với số hotline là 0938 820202. Shop có nhận ship code dành cho những anh em ở tỉnh luôn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.